Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác nha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 8 2024 thì bên em buổi tối ngày hôm nay giới thiệu cho các bác mấy cái đầu máy thì giá cả nó cũng hợp lý với túi tiền thôi. Thì hai con Dream Thái này, một con Super Cup em đang thanh lý giá có 1,7 triệu thôi. Và thứ hai nữa là một cục Suzuki Viva và cục Way ZX con bô lỗ siêu nhân. Đấy, ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá. Em là Quyết, em Bắc Giang. Ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0915198853. Thì anh em mua được con nào thì anh em có thể kết bạn Zalo hoặc cọc trước cho em 500.000. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok các bác thanh toán nhá. Rồi buổi tối ngày hôm nay thì bên em giới thiệu các bác một con đầu tiên. Đây. Đầu tiên nó là con Way ZX. Con này thì giá em bán là giá là 3.800.000 đồng nha anh em nhá. Tất cả đồ là đồ zin hết. Máy Way ZX anh em nhìn này, cốt máy và đẹp 100% nhá. Thì những con này thì anh em về anh em lấy xăng anh em tẩy qua cái đẹp luôn. Con này là đầu bò HVN33, nó đời 2008-2009 nha các bác nha. Anh em nhìn này, máy zin chất đẹp nha. Long lanh luôn các bác nha, anh em nhìn rất là long lanh và đẹp luôn. Đấy, mỗi tội cái vỏ ngoài hơi bẩn một chút thôi. Thì đã kèm theo phun dàn điện cho anh em nhá, phun dàn điện. Cái giá của nó là con này là mã C1, giá 3.800.000 nha các bác nha. 3.800.000 đồng em bớt được các bác 100. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok các bác thanh toán lốt. Máy thì móc thì bên em có clip lổ hết con này. Lổ ngon ok hết thì bên em mới bán nhá. Tất cả máy zin hết nha các bác nhá. Máy cực kỳ ngon luôn, giá cực kỳ hợp lý. Đấy, để dành cho các bác là vừa tiền cảm thấy ok để các bác mua nhá. Đấy thì con này thì nó gác lên cho ra Way Zim Cup Win được hết các bác nhá. Đấy, Way Zim Cup Win. Và anh em cứ gác lên là chạy thôi. Hoặc là vài anh em sang vách cho Zim nhá. Zim Việt anh em sang là hết. Đấy, đầu bò 4 ốc nhưng mỗi tội là máy là màu xám thôi. Còn zin Việt nó là màu trắng. Đấy, màu trắng nhũ nhá. Đấy, em quay kỹ chi tiết đây nhá. Đây anh em nhìn này, đấy, anh em nhìn chi tiết nhá. Cực kỳ sắc nét luôn để anh em có thể zoom vào anh xem được. Anh em xem được hết nhá. Đấy thì các bác là vừa xem kênh mà chưa có ý định mua thì anh em cứ xem kênh, đăng ký kênh xem cho nó vui. Sau anh em mua thì anh em gọi điện cho bên em. Còn không anh em chốt được con này thì có mã của nó là C1 nhá, giá 3.700.000 đồng bao ship cho tất cả anh em. Rồi qua mã em sẽ giới thiệu các bác con thứ hai ngày hôm nay. Đấy bọn em thì mua bán thì nó cực kỳ công khai rồi. Giá tiền như thế nào, bán bao nhiêu, mới lại hình thức mua bán như là từ bên em đều có nói hết. Đây con Suviva, con này thì nói thật với các bác là để các bác tìm được một cái con như này thì nó cũng rất là hiếm nhá. Đấy con này là mã C2 nhá, con này là zin toàn bộ nhá, máy Suzuki Viva. Đời máy gần như là đầu tiên nhá các bác nhá. Con này là lỗ ngon, hơi gang. Đấy, đầu bò nó có cái cánh tản nhiệt to này là đời đầu các bác nhá. Đời đầu cánh tản nhiệt to này, sau nó sẽ làm gọn đi. Đấy, và nó là hơi gang. Đấy, anh máy móc anh em nhìn đây, sạch sẽ. Và anh em chỉ việc tháo đồ, anh em sang xe khác. Hoặc là anh em có thể là gắn lên là chạy thôi. Đây, cốt máy con này là 4 số nhá. 4 số cốt máy đẹp này. Đấy, anh em nhìn nhá, cốt máy rất là đẹp. Máy móc sạch sẽ, con này thì kèm theo cần đạp này. Cần số này, cần đạp cần số này. Chế hộ khí, mang cá. Đấy, máy móc thì máy zin đét rồi anh em nhá. Máy móc rất là zin, anh em nhìn ốc này. Ốc ác rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nếu mà anh em bán sắt vụn con này rất là nặng. Con này nếu mà dòng máy su nó nặng gần 40 cân. Đấy, so với máy Honda thì nó chỉ rơi tầm độ 24 cân thôi. Đấy, nó rất là nặng vì con này cái xác máy độ bền của nó rất là cao, chẳng qua là cái độ phổ biến ở trên thị trường nó ít đại lý nên là người ta không bán được nhiều. Đấy, cả đồ đoàn thì anh em muốn thay thì anh em muốn thay hơi, thay côn. Thì về anh em mua con này giá có 2 triệu đồng thôi. Anh em về thay những cái đồ này anh em sang vào cái con Suzuki kỷ niệm của mình. Hoặc là anh em dọn mới con Su Viva. Có nhiều các bác chơi Viva rất là nhiều. Anh em có thể thay đầu bò, thay hơi, thay điện, thay vách giữa rồi côn rồi trục số nha anh em nhá. Đấy, con này là mã C2 giá 2 triệu đồng nha các bác. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ ba ngày hôm nay để đấy, dành cho các bác là Super Cup chứ. Nhiều thế em thấy nhiều bác là cũng tính toán nhưng mà đâm lại thành thừa. Là con này là Super Cup con hơi 50. Nếu các bác là có cúp anh én hơi 50 mà các bác cứ mua con máy cúp rẻ rẻ về các bác sang đồ không thành nha các bác nhá. Anh em chơi con cúp mới này, hàng của Đài Loan. Cái giá bán em bán 2.200.000 nhưng hôm nay thanh lý còn 1.700.000 thôi. Nó là máy mới 100% nha các bác nhá, máy mới 100%. Nếu mà anh em mua, đây là em vứt nhiều, đây là nó bị xước một chút thôi. Nó là máy mới chưa lổ các bác nhá. Máy mới chưa lổ. Con này là hơi 50 này. Đấy. Con này hơi 50 các bác nhá. Hơi 50 đầu bò 2 ốc. Đấy, về nếu mà các bác sang con cúp 82 này, anh em sang con cúp 81 này,
là anh em sang được con này thì em nói thật các bác là anh em chạy 3-4 năm không vấn đề gì, của bền tại người, kể cả bác dùng con máy mới, con máy UE 110 bây giờ mới nha các bác nhá. Nếu các bác đi mà không để ý dầu mỡ nhá thì không con máy nào chịu được. Còn con này riêng hàng Đài Loan này, nếu mà anh em mua về nhá là anh em cứ thay dầu định kỳ 800 đến 1000 cây, à 1000 cây là anh em thay dầu. Em nói thật các bác, máy quá là bền luôn, máy quá chất lượng nha anh em nhá. Tại vì con máy này nếu mà để lổ êm mà lúc ban đầu mới thì nó không khác gì xe mới cả bác. Nếu Honda mới em khẳng định các bác 100%. Nếu các bác mua một con máy coupe mà hàng của xịn ý, thì nó tương đối thì nó rơi tầm 4 triệu rồi. Thế nhưng mà được đồ Honda thật, thế nhưng mà nó không thể nào nó bằng cái máy mới này, anh em. Đấy anh em sau các bác nha, các bác là nhiều tuổi thì các bác gắn con này, anh em chạy lên con coupe 82 của mình, con kỷ niệm, máy xe nó đẹp tầm 30-40 triệu. Anh em thay con này, anh em chạy chán đi, anh em ra bảo thợ người ta tháo ra xong anh em cất con máy cũ đi, anh em thay con máy mới rồi mà anh em chạy, các bác chạy thời gian thì em thật các bác nó không sướng thì máy không khác gì máy mới cả, thì xe các bác Honda cả đấy. Nên là những mỗi tội đầu bò nó hai ốc này, cúp này Thái Lan này, đấy in chữ Thái Lan này đấy. Con này nó sản xuất để một dây chuyền sản xuất những cái này nó không hề đơn giản một chút nào, nên là người ta sản xuất ra nó chuẩn chỉ nhưng mà nó không thể độ bền đến tầm độ 20-30 năm như con Super Cúp được đấy. Nên là anh em cảm thấy ok được, con em đang thanh lý nhá, thanh lý vừa rồi em đang còn chục con em thanh lý hết, còn độc hai con nữa. Giá của nó 1,7 triệu bao ship, con này hơi 50 các bác nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu các bác con thứ tư ngày hôm nay, đó là con Dream, Super Dream. Đấy, con này thì nói chung các bác là con Dream Việt, Dream Thái máy Nhật nhá. Thì em cũng lại nói lại cho các bác một chút để phổ biến để cho các bác biết là thời xưa ở bên Thái Lan là lúc bắt đầu lắp ráp thì họ sẽ không có máy, không có máy lắp ráp tại Thái Lan mà cái cục máy này xuất từ Nhật sang nhá, để sang thị trường Đông Nam Á. Nên là những con này là Dream Thái máy Nhật, đấy có chữ Made in Japan này. Đấy, máy cực kỳ chất lượng và cực kỳ chất. Là từ đời 98 với 97 ấy, thì là đến bây giờ mà cốt máy nó vẫn còn đẹp như này thì em biết là anh em là nó quá đẳng cấp luôn. Con này thì nói thật các bác là nó có củ đề đây, củ đề Mitsuba này. Thứ hai là lốc máy của nó là nó bị sơn đen này một chút này. Đấy, cái đời nó có sơn đen này. Đấy. Và thứ hai nữa là nó hơi, nó vẫn hơi lòng trứng xịn nha. Đầu bò ET12. Đấy con này thì nói chung là nó cũng đã chạm đầu rồi. Đấy chạm đầu rồi nha các bác nhá. Nhìn cục máy này em chả biết là răng riết nữa. Hình như cục này cũng chưa chạm nữa. Anh em nhìn kỹ thẩm kỹ nhá. Cảm thấy ok thì các bác mua nhá. Đây. Những con ốc này nó chưa tháo và cái răng đen nó vẫn còn. Nghi là con này nó vẫn chưa tháo đâu. Đấy. Và phần vách côn này. Vách côn này thì nó vẫn là răng đen. Thế nhưng mà nó đi vào một lớp keo rồi, nhưng mà côn này đã tháo các bác nhá. Côn tháo thì ba đa phần là nó dán lại lá côn. Đấy, con máy lổ rất là ngon nhá. Kèm theo chế hòa khí Genhin này. Dây điện IC con nạp lọc gió. Đấy, em hơi hòa một chút các bác thông cảm nhá. Con này là mã C3, giá 5 triệu bớt các bác 100 nhá. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok các bác thanh toán lốt nhá. Đấy. Riêng được cái đầu bò ET này, cam cò xịn, tất cả đều là ngon hết. Đấy, máy là vẫn lổ ngon, êm không có khói nha các bác nha. Giá 5 triệu đồng bao ship cho tất cả anh em cùng tất cả các bác. Đấy bây giờ tìm những cái cục máy em thật các bác rất là hiếm. Để tìm những cái cục máy lát, máy nó đã kém rồi, máy chết thì em đã mua gần 2 triệu rồi. Đấy, 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Còn về để anh em lấy được một số đồ này, điện này, đầu bò hơi, số chiếc nữa. Đấy, anh em, đấy những cái bộ dây điện nó đã đắt rồi. C3 giá 5 triệu và 4 triệu 9 nha các bác nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác con cuối cùng ngày hôm nay, đó là cũng là Dream Thái, đời Dream Thái máy Nhật nhá. Đây, Dream Thái máy Nhật này. Nhưng mà con này rẻ hơn. Con này đầu bò kia nó đã chạm nó thay răng vàng, răng xanh hết rồi các bác này. Đấy, còn cái đời này là lo là răng đen. Con này vách chữa chưa trẻ nhá. Nhưng mà côn kiếc mới lại đầu bò đã chạm rồi. Và thứ hai là củ đài lô nhá. Củ đài lô này. Mã C4 ra 4 triệu 3, bớt 100 còn 4 triệu 2. Thứ hai là anh em nhìn này, đầu bò là E13. Thứ hai đó là hơi vẫn là hơi lòng trứng này. Đấy, hơi lòng trứng này. Đấy. Đấy, các bác biết phân biệt đó là rất là ngon, máy móc vẫn lổ ngon các bác nhá. Kèm theo mang cá là cần đạp cần số chế khí dây điện IC con nạp lô nhá. Đấy, có cái chế thì là vẫn là chế xịn này, Genhin xịn nhá. Nhưng mà dây điện lô nhá. Đấy, giá 4 triệu 2. Tiền nào của đấy các bác nhá. Em mua được rẻ em bán rẻ, các bác còn mua đắt em mà đắt. Đấy, con này thì nó chế cái củ đề nó lô sang một chút thôi. Thì anh em nào mà lấy được ở ngoài thì là ngon. Còn bình thường thì em có những lúc em bán con chạm tất cả toàn bộ rồi mà bên em bán vẫn 4 triệu rưỡi, nhưng mà máy móc nó cũng đủ rất là ngon. Và con này cũng vậy đấy, con này vách giữa chưa trẻ,
anh em ưng được con này anh em mua nhá, ốc ác anh em nhìn này nó còn khá là đẹp, và anh em gom lại tí là đẹp luôn. Và đầu bò E13 hơi lòng trứng nha các bác nha. Rồi buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu sơ qua như vậy để các bác tham khảo và lựa chọn nhá. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em nhá, Quyết Bắc Giang. Ngày nào bên em cũng lên video từ 6 đến 8 giờ tối và buổi trưa thì sẽ là 12 giờ. Bên em rất là nhiều máy cũ tháo xe để các bác lựa chọn tham khảo nhá. Rồi thân ái chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá.